cá lớn cá đớn á. Từ từ ní cước anh nha, đừng có giảm cước nha. Nó đi để cho đi đó. Rồi lần này lấy nè. Nhanh nhanh nha. Dạ giờ này mấy anh em cũng ngủ mê hết cô chú anh chị. Còn mình lâu lâu rồi đứng dậy rồi coi ghê rồi sợ mấy anh em lứ ở Long Bương, Long Phước rồi ra đánh lứ rồi á. Rồi mình không có thấy ngõ tại vì là mình ngờ lái vàng thúng nó cao á, mình chỉ có thấy một bên lái à cô chú anh chị, lâu lâu mình phải đứng dậy, còn nếu không là mình phải lách qua lách lại để mình coi, sợ lứ rồi người ta ra mấy anh em lứ rồi ta ra ta bún lứ mình không thấy ngõ. Dạ giờ này cũng đã hừng đông rồi cả nhà, giờ bật đèn lên để mấy anh em về ăn cơm. Đây ngày qua cô em dự nó được con cá thu đây cô chú anh chị, nó mua nước ra đãi anh em nè. Bánh chưng đậu phộng. Dạ sẵn bữa hột xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị ăn bánh chưng cùng hột và anh em đồng thúng luôn. Dạ giờ cũng tới chỗ bỏ thúng rồi cô chú anh chị, giờ và hạ ga đồng để anh em bỏ thúng mới rồi câu. Dạ giờ mấy anh em đã lấy đồ lấy đạc đầy đủ hết rồi cô chú anh chị, giờ mấy anh em có một số thì giấy xa vô trong đó câu, còn có một số anh em thì ở lại ngoài này, thì tờ im mà anh em thả đi đâu thả tới quăng thì mình gom thúng thôi, còn tờ gió là mấy anh em không dám đi đâu, mấy anh em xúm xít câu à, còn đây im quá, im muốn đi đâu thì đi để chợ dạ, cũng xin phép để chạy tới chỗ khác ột câu để coi lứ chài rồi như thế nào ột ní ra. Số mai ột chắc cái đường câu đây cô chú anh chị, số mai ột chắc cái đường câu này.
có 4 kg đổ lại cũng đỡ rồi. Số mai đây, số mai của chú anh chị à. Số mai tại cái thôn ngày qua nó có dấu nó ăn nhiều quá. Rồi số mai đây này, rồi ồ cũng mọng màng kìa không. Ồ làm con cá bạc má, ồ dắt coi sao. Rồi dắt được một đoạn nó ăn được con đây này. Con này cho cái gì cho con chiếm cỡ được cỡ 500 ngàn rồi, ngon lành á. Nhưng mà giờ cũng hết mồi dắt luôn á cô chú anh chị. Có dỡ theo con bạc má một à. Rồi tên đường để dành á, làm là dắt chạy vô một đường à, một con à. Giờ nó ăn con á thu rồi, hết có mồi móc luôn. Giờ tao ột chạy đi để neo câu cá nhỏ để kiếm mồi, rồi ột móc ột thả. Đây cô chú anh chị, con này chắc cũng được 3 kg á. Lử này, lử nó ăn còn dính trong họng nó luôn này cô chú anh chị. Lử này, ăn hai lử mà nó ăn cái lử tên. Vô răng nó bén thiệt, nó cắn bứt cáp à. Bứt cáp luôn nè, bứt 2 cọng nhỏ nè. Vô bây giờ cho nó vô thùng đá cho nó tư dựng luôn. Ở đây cô chú anh chị không còn con mò nào móc nữa hết rồi. Đây hộp tôm đem theo có một con bạc má rồi, ột thấy cũng mọng rồi, ột chạy à. Số mai số mũng luôn à, bà cậu cho con 3 kg. Con đây chứ cho dù có 3 kg cũng kiếm được cỡ bốn trăm mấy ngàn á cô chú anh chị. Cho 150.000 kg đi thì 3 kg nó cũng kiếm được 400 mấy ngàn số mai số mũng. Chứ ngày qua câu được cả ngày có 480 sao. Mình kiếm con đây rồi mình câu cá nhỏ thêm nữa kiếm gạo. Dạ thôi ột tạm dừng video để sửa sạn rồi ột câu cá nhỏ. Nhiều ít gì cũng quay lại cho cô chú anh chị, cho cả nhà mình cùng xem nha, ủng hộ ột nha. Dạ giờ này ột mới móc mờ câu đây cô chú anh chị. Phải như có vài ba con mờ đem theo vài ba con mờ bạc má rồi ột cũng rạo tiếp. Tại vì nó có dầu rồi, nó có bở rồi mình chạy. May gặp cá lớn đồ kiếm con vài con nữa nó có gạo. Đằng này đem có 1 con à. À quên, nãy giờ cũng mê chạy câu chạy đồ cũng kia nọ cũng lu bu á cho nên quên chào cả nhà. Dạ ột xin chào ngày mới cả nhà, chào ngày mới của chú anh chị. Dạ chúc cả nhà, chúc cô chú anh chị ngày mới được vui vẻ và bình an. Dạ ngày qua ột câu cá nhỏ là bán được 480 ngàn, rồi dắt vô gần tới bến được con cá thu nhỏ 1,4 kg, bán được 150 nữa là cộng lại là kia nọ được 630 ngàn. Rồi cũng nói chung là cũng kiếm gạo được. Do ngày hôm qua đi lên bán chợ mà cái máy nó bị hết pin á, cho nên bé không có quay cảnh trên chợ được. Dạ mong cô chú anh chị, mong cả nhà thông cảm nha. Chứ cái con cá này là cho 3 kg cũng 450 ngàn cũng ngon rồi, chứ câu cá nhỏ nó cũng hơi thưa thớt á. Rồi được con cá thu cỡ đó là cũng ngon rồi, may lỡ mình câu cá nhỏ ra rồi mình bỏ màu mình ngâm á, biết đâu cô cậu bà cậu cho kiếm một con nữa sao. Cái màu gì đây dễ giờ đi chỗ khác quá. Cái dòng chỗ nào mà nó thưa cá là mình bỏ xuống nó rất là chậm ăn á, còn chỗ nào có cá là nó ăn liền à. Đó là nói về câu 3 cái con cá giặt ở đây á. Còn câu con cá căng thì khác nha cô chú anh chị. Câu con cá căng là phải ngồi chờ một đỡ à,
ăn hay không là ít nhất cũng phải cỡ 20 phút đổ lên là mình mới giờ. Tại con cá căng á, nó ở trên bùn, ở bùn thì rất là bao la rộng rãi, mình câu á là nó bắt mùi tanh từ từ, nó mới về con nó ăn, lâu lâu về con nó ăn, cho nên nó chậm rãi. Còn ba con cá này á, là cá dợp, cá đỏng đây là có là nó ăn nhanh lắm, cá mó đụng vậy có là đụng đất là nó ăn liền à. Cái gì đây nhỏ xíu eo eo đây. Wow. Dạ, con cá móc neo, cá móc neo, cá móc neo đây, hai cái bên ngay mang gió của nó này, nó có hai cái ngạnh nhọn lắm, hai ngạnh nè nhọn lắm, hai bên như hai cái mỏ neo vậy, cho nên người ta đặt gọi nó là cá móc neo. Đầu tiên mở hàng con cá, đầu tiên câu cá đất, đầu tiên câu đất ngày mới được mở hàng con cá móc neo. Đây. Rồi à, không may rồi à. kêu à, à may phá. Ba cái con cá nóc câu lên nó kêu thất cừu quá. Tính câu hai câu mà có cái nóc với lợ nó thưa quá, chỗ nào khá cá mình bạc xuống hai câu mình câu cho nhanh, thưa quá sợ ba cái nóc nó phá, nó cắn lự cắn chì. Giờ chắc ọt chạy vô khác quá, vắng quá, thôi chạy vô khác câu. Nãy giờ mà được con cá móc neo là con cá nóc à, không thấy cái dạnh nào, không thấy cái dợp, cái đục gì hết, tội cái mó gì hết, tội hàng màu y viên luôn của chú anh chị. Giờ dọc đi chỗ khác á. Dạ chỗ đây ồ có mó có giờ tới đây cô chú anh chị. À chỗ mó chỗ thứ hai đây. Wow, đây con mớ lỡ lỡ đây. Lấy ọt lát đây, móc mờ rồi. Móc mờ giọt nới ra coi sao. Con cá mớ nó khó móc hơn mấy con cá, cá đỏng cái đồ của chú anh chị. Đó, may mắn rồi. Cho bữa nay cho anh nhận cái chai nó lau ống cái lừa được con ơi. Con nó đủ hai con. Đâu kéo con cá lên nó ăn câu nè. Biết cá gì đây. Con đục lớn cô chú anh chị. Giống cá đục là nó ăn mắm mờ lắm, nó ăn thường nuốt lử, 10 con cho nó ăn nuốt lử vô trong miệng nó hết là 7 con, chỉ còn có 3 con là nó móc mép à. Bẹt nhiều khi nó giật lại, khi nó túng áo, khi nó túng tay, có nhiều khi mình câu đạn lớn á, mình bẹt nó giật lại nguy hiểm lắm, có khi nó móc vô thịt nè, nó móc
cục đèn nó lớn nó bự á, rồi mình bẹt mình không coi ngó cái lữ dứ á, bẹt ra lữ dứ nó móc cái tay lại, có đứa nó tiết thịt ra luôn. Con mà đẻn cỡ 200 hay 300 mà bạc là nguy hiểm. Móc cái áo mà gỡ không ra đây. Wow, món lớn à. Món lớn để lát thay. Lát thay cái con mờ câu lớn. Nãy móc con mối nhỏ quá. Giờ số mai chưa có mờ cả, mình móc đại con mối nhỏ của chú anh chị. Đây con mối lớn á. Lát thay. Gặp cái chỗ là nó ăn. Ăn ngon tay à. Phải nó ăn như vậy mà cả ngày luôn thôi á. Kiếm 7-8 triệu. Gặp lớn nè. Chà bá cái bứ luôn. Phá quá phá. Hàng chi có cái nóc tới cái nhỏ nó dán ăn. Phá ghê lắm. Mừng quá. Đã quá của chú anh chị. Đã quá luôn của chú anh chị à. Con mó nhỏ nãy ụt chưa có thay con mó lớn vô nữa. Để luôn của chú anh chị à. Tính thay con mó lớn vô mà chưa có thay. Để luôn. Quá đã luôn của chú anh chị ơi. Đây. Ụt cho vô cái cho chắc ăn để rồi. Để rảy đúng á. Để rảy á. Để rảy á. Được quá. Cái nào cẩn thận cẩn thận. Con cá đây nó còn khỉa mà. Chưa dám giỡn chơi đâu.
quá mừng luôn, quá mừng luôn cô chú anh chị à. Vậy là sáng giờ ụt được 2 con, quá là mừng luôn. Con đây cỡ 7 kg, cỡ 7 kg á cô chú anh chị. Dạ con cũng cảm ơn cô cậu, cảm ơn bà cậu. Thì đó là thấy có bở rồi, thì đó là thấy có bở rồi cô chú anh chị. Bữa nay thấy có bở rồi. Nó cá nước im nó khôn không cô chú anh chị à. Tờ im lén con cá nó bắt mồi khôn lắm. Nó bắt nó không có nuốt đâu. Nó bắt nó ngậm vừa trong họng nó thôi. Có chuyện gì là nó rảy lử. Mình bồ cuốn nó theo vô mình phải nén. Cuốn phải nén chứ không là nó lỏng câu nó rảy lử á. Cho nên ột cuốn một nén cho nó sốc. Chứ cá mà tàu gió thì nó bắt mám, tàu mà có sóng gió rồi nó bắt mám cá. Còn cá mà tàu im lén bóng như vậy nè. Nó khôn lắm. Nó lộ cáp, nó lộ lử á. Nó chỉ bắt, nó giỡn mà nó bắt ngậm à. Cá mà cái dòng nó khôn nó theo vô à. Mình phải nén cho cứng tay. Dạ con đây chứ con kiếm nồi gạo lợi sáng con nữa là túng mánh á cả nhà. Dạ cũng rất là mừng ghê, số mai số mũn giờ này. Dạ giờ này 7 giờ 34 phút. Đó, giờ ột chờ con cá này cho nó đâu vào đó đàng hoàng á, rồi ột mới dám gỡ lử. Rồi ột làm con cá khác, ột làm con mồi khác, ột nới. Đây cô chú anh chị, ột mới gỡ lử, gỡ đồ ra hết rồi nè. Đó, dạ con cá mới khấu lên là con cá nó có lộ ván nó bự. Chứ con cá này thật sự cỡ 6 kg á. Cỡ 6 kg à cả nhà. Dạ được, cỡ 6 kg cũng được, cũng mừng. 6 kg cũng kiếm gạo. Dạ cỡ 6 kg à, chứ không qua tới 7 kg luôn nha. Ột độ hồi nãy độ hơi quá. Dạ giờ ột cho con cá này nó xuống đó. Nếu mà được thì ột uống vô trong thùng đá luôn. Còn không được ột cho nó xuống hầm. Cho nó bài bản là ột móc mờ bạc tiếp. Dạ ột xử lý cá đâu vào đó hết rồi cô chú anh chị. Ột móc con mờ lại, ột cũng đang bạc ra, ột đang nói ra luôn rồi ạ. Mấy cô cậu bà cậu cho thêm con nào nữa. Mừng quá. Số mai số mổ mà được 2 con cá thu. Mừng quá. Thiệt sự là nói quá là mừng luôn cô chú anh chị. Cảm giác được 2 con á, thì cũng có thường có rồi. Nhưng mà nó không có đến sớm giống như gì. Giờ này có 7 giờ mấy mà được 2 con. Còn thường thường có 2 con là được giờ trưa. Thí dụ sớm 1 con, trưa 1 con, hoặc là trưa 2 con. Còn đây nó tới sớm quá, thời gian còn dài á. Mình vẫn còn hy vọng. Ba tàu lén đây nó bắt mồi khôn không cả nhà. Ba tàu lén đây không phải mình rành kinh nghiệm gì, nhưng mà mình cũng đi câu cũng bộn năm rồi đó, nên cũng biết được ít nhiều. Ba tờ lén bóng đây là nó khôn lắm. Nó bắt mờ, nó ít khi mà nuốt mờ lắm. Cho nên ngày qua mấy anh em ha, mấy anh em ăn 4 người mà được có 1 người à, khôn lắm. Vậy người ta mới gọi là chim chết vì ná mà cá chết vì nước á. Đó, cờ tàu có gió, đồ con nước, đồ bài bản là nó ăn ngon. Bắt mờ rầm rầm nó bắt mắm á. Anh Ham anh cũng đường con đây cả nhà, anh Ham anh đường con lớn chứ hả? Con nay cỡ dự ngày qua không? Hơn chứ hả? 13 kg hả? Đúng rồi. Ồ, con nay cá mặt 13 kg á. Từ từ nha. Ồ, nặng ta ra. Đây cả nhà, anh Ham cũng đường con này. Bữa nay là con hút uống bộ quá nha. Giờ này mới có 8 giờ mấy rồi cô chú anh chị.
món lớn của chú anh chị. Tiếp tục con món lớn. Con động lớn, con món lớn của chú anh chị. Con động lớn con đục đây cô chú anh chị. Động lớn hơn đục. Con dập lớn. Con mõ lớn con đục. Con mõ lớn con cá đục. Dạ giờ này ột ăn cơm tưa cả nhà. Dạ sẵn đây ột cũng xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị ăn cơm buổi tưa cùng ột luôn. Sáng giờ câu cá nhỏ nó cũng thưa thớt lắm, cũng ít lắm. Nhờ được hai con cá thu, chắc hai con tầm cỡ 9 kg à cô chú anh chị, chắc hai con cộng lại cỡ 9 kg vậy. 9 kg giờ cũng kiếm gạo rồi, cũng kiếm được 1 triệu mấy bạc à. Ngon. Ột mộng từ đây tới giờ dứt thúng, hoặc là trên đường chạy vô ột mộng kiếm con nữa. Thật sự là mộng vậy á. Tại có dấu cá nó ăn á, nên là mình mộng. Ột ăn cơm xong một con chập nữa rồi đi vứt thúng vô. Dạ giờ này cũng 11 giờ. 11 giờ 10, 11 giờ 10, 10 16 phút. Còn tầm giá 1 tiếng tiếng 10 phút nữa là vứt thúng.
Vâng, vâng, sáng sớm mình ăn cơm nó ít ngon hơn vâng bây giờ cô chú anh chị à. Vâng, vâng, mấy sáng sớm hừng đông ăn cơm nó ít biết ngon á, cho nên mình ăn ít. Giờ này nè nó đói bụng mình ăn mới biết ngon. Cho nên ở nhà mình ăn sao cũng được. Nhưng đi biển á là thường dở đồ ăn ngon. Cho nó dễ ăn á cô chú anh chị à, câu đồ nó mệt mỏi á, biến ăn. Nên là dở đồ ngon ngon ăn ngon miệng. Giờ này tao lo cái sấy ống nữa. Lừa kiếm con á. Dạ ọt cũng xin phép cô chú anh chị ọt tạm dừng video để ăn cơm. Dạ mới có ăn cơm xong á cả nhà, ọt mới ăn cơm xong á. Kéo đây ra tới giờ vứt thúng rồi. Dạ ăn món nhỏ. Wow, ngon ngon nè, con đục con mó của chú anh chị, con đục lớn con mó lớn luôn. Chứ hai con này cũng kiếm tên 10.000 quá. Cái đục là thường nuốt lử không, 10 con ít nhất cũng phải 7 con nuốt lử á. Con kia con nọ giờ tưa đây ăn cũng đây ra à, mà gần hết giờ. Wow, ăn lần hai lử khá quá tè. Dạ giờ cũng hết giờ câu rồi cả nhà. Giờ móc hai miếng màu cuối. Hai miếng màu cuối cuối cùng của ngày hôm nay. Cuối cùng. Cuối cùng rồi xong. Này, cuối cùng con món nhỏ nhờ cái lèo ăn cơm xong nè rồi câu thấy nó ăn ngon ghê cô chú anh chị. Đó, nhờ cái lèo đó mà cũng kiếm được chút đỉnh. Được hai con cá thu được 9 kg á cô chú anh chị, được hai con cá thu cỡ 9 kg à, 9 kg đổ lại đó. Rồi bỏ uống vô trong thùng đá này luôn. Đó, uống vô cho nằm ở dưới đây nè. Uống vô luôn cho nó tư dựng luôn. À, giờ cũng tạm dừng video để đi vớt thúng nha cô chú anh chị. Dạ giờ mấy anh em tập trung về lần ghê đây cô chú anh chị. Giờ tập trung về rồi đầy đủ thúng rồi kéo lên chạy vô. Biết còn anh em nào có con nào kiếm lông một hút nào nữa không biết. Dắt câu con cá gì để nha cô bác anh chị. Nào đang lừa. Dạ đang lừa đây cô chú anh chị. Ồ, vừa mới nói câu chắc con đoạn à cô chú anh chị. Cái gì cho nó ăn đây. Nó đúng rồi, không ngại quen
Đúng quá. Cầm khấu quên người đem lái luôn. Mấy anh em còn ăn cơm mà, mấy anh em còn dọn cơm ăn mà. Quay dọn cơm, đừng nói ăn cơm thì quay dân cơm thì lái. Đang ăn cơm nè cô bác à. Rồi anh đây thì năm lái ăn điểm. Lái ăn phần. Anh ở Đà Lạt đó. Hơi nặng tay á nhỉ. Bóp hay gì á trời à? Nó phải không? Nó hả? Nó. Từ tính số nha. Tính số. Cá lớn của chú anh chị à, cá lớn á. Cá lớn á. Từ ní cước hai ngàn đừng có giảm cước nha. Nó đi để cho nó đi đó. Rồi lần này lấy nè. Ôi, được rồi cô bác ơi. Con này chục ký á. Lên lui. Thì ông tới đó cỡ 9 kg á cả nhà, 9 kg á. Bữa nay anh tèo anh mặc áo đen này nè, anh ăn sấy ống sấy câu mà nước trong nó ăn không mắm cô chú anh chị, anh bị sốt nữa. Rồi trên đường chạy vô nãy rồi nắng nóng quá, có một số anh em không ngủ nổi phải ngồi nói chuyện chơi, còn số anh em mình ngủ. Còn bữa nay cậu bà cậu đãi cho ột bữa nay cả nhà, bữa nay ột được 3 con á thu túng mánh ột. Nói thật tế nha, vừa được con á thu đó xong ột dắt một đoạn nữa là con cá bóp hay là con cá cờ gì thì hai loại cá đó thôi. Nếu mà được chắc cũng vài chục ký á, nó ăn nó túng như đá chà vậy, rồi nó ngã, rồi nó theo nó ăn lại nó ngã, rồi cái nấu ra ăn lần thứ ba nó ột nén hết ra cột sức bao nhiêu nén bao nhiêu, cứng ngắc như đá chà luôn, cứng ngắc luôn, quét lử rồi sức luôn, phải như được con cá đó nữa là thôi vô địch luôn á cả nhà. Rồi bắt đầu làm con mờ khác, chạy nãy giờ cũng hơn nửa đường về làng rồi mà chưa thấy đụng đậy gì nữa cả nhà. Cá ảnh chà bá luôn, cá ảnh nằm giá cỡ 13 kg á.
Dạ giờ ghe đã tới bến rồi cả nhà. 3 giờ 23 phút. Đó, bữa nay anh Ham anh được con cá thu lớn đây cả nhà. À cả nhà, bữa nay đường con có 13 kg cả nhà. Có và hút đồ cho mình đi muốn cả nhà. À bà cậu cho là mình rất mừng luôn đúng không? À rồi. Có ai cám được có bà hút mấy niềm được uống cho vui. Đúng rồi. Bye bye cả nhà nha. Anh Ham anh đường con anh cũng phấn khởi anh mừng rồi ông cô chú anh chị. Nói chung là nghề câu đỡ được cái thu là rất mừng không? Tại vì nó rất là nhiều tiền á, cho nên anh em mừng không? Tợ lắm. Dạ nói chung là bữa nay bà cậu cho hai anh em, anh Ham với là ồ được 3 con chắc cỡ 17 kg. Anh Ham đường con này chắc 13 kg mấy á cô chú anh chị. Dạ ồ bữa nay tung mánh. À, chúc mừng anh Ham nha. Cá này phải 13, con tôi 3 cũng tới đây này. Con này không biết được 9 kg không đây nữa cả nhà, chắc tên 8 kg rưỡi á mà không biết được 9 kg không đây. Dạ giờ lấy cá thu ra căng cô chú anh chị. Hôm nay được 3 con, 2 con một bỏ một thùng đá. Căng luôn. Cá đẹp không ạ? Con đây cái bự cho 3 kg vậy. Ủa, con này 4 kg tôi vớt bà cha. Ừ. Còn 25 kg. Căng bao nhiêu đây cả nhà? Cộng luôn nha, 9 kg mốt. Để vô bưng ra. 9 kg mốt hả? Dạ con lớn được 9 kg mốt. Để cộng lại luôn. Coi nè con. 6 kg mốt cái này. Dạ con đây 6 kg mốt. Dạ 6 kg mốt cái này. Dạ cộng 15 kg 2. Cho 2 chồng bà cộng. Dạ còn con nhỏ đây. Không được 4 kg. Dạ 13 kg chứ. Dạ 3 kg rưỡi đó. 3 kg rưỡi mày. 3 kg rưỡi hả? Dạ con nhỏ được 3 kg rưỡi nữa. Dạ để cộng lại thành tiền được bao nhiêu luôn nha cả nhà nha. Dạ 3 con được 18 kg mấy. Dạ giờ hốt cá mó cái dợp là cái đục ra căng cho rỡ của chú anh chị. Còn số cái dợp cái đổng này đi chợ bán. Dạ cá nhỏ nó cũng yếu bớt cả nhà. Nhờ được cá thu. Món lớn. Rồi 2,8 kg. Dạ món lớn được 2,8 kg. Giá 95. Là cái đục nhỏ giá 50. Cái đục tổng không chứ? Lâu. Dạ 4 lạng cái đục nhỏ 2.
20 ngàn nữa, chạy 50 ngàn ký, 4 là 20 nữa. Dạ, để coi thử thành tiền được nhiêu ít nha. Rồi bé lên chợ bán cá dợp, cá đỏng rồi được nhiêu ít luôn, là công bố số tiền cho cả nhà cùng biết luôn. Dạ, cá thu là ba con được 18,7 kg, giá 150. 18,7 kg giá 150. Một con 3,5 kg, một con 6,1 kg, một con 9,1 kg, là tổng cộng là 18,7 kg, 150 ngàn ký. Dạ, để tới về bé nó cộng thành tiền hết bữa nay được coi được mấy triệu nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi video ủng hộ. Giờ biết xin chào và tạm biệt cô chú anh chị.